Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục du lịch cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Công viên COVID-19, điểm đến độc đáo, khám phá vườn hoa bất tử rực rỡ dưới chân rừng thông và dừng chân tại quán cà phê mang nhiều phong cách tại huyện Đức Trọng sẽ là những nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay. Trước hết là một số thông tin về du lịch. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, văn hóa trà đã ngày càng được lớp trẻ quan tâm hơn, đặc biệt là tại xứ trà Plao, nơi có nguồn nguyên liệu trà lớn nhất Lâm Đồng. Mới đây, Học viện Tea Master Việt Nam đã mở lớp đào tạo về trà tại Trà Hoa Quán, trung tâm trưng bày và giới thiệu sản vật Tây Nguyên, thu hút nhiều bạn trẻ tham gia học về trà đạo. Học viện Tea Master Việt Nam là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo, hướng dẫn thử nếm phân biệt các sản phẩm trà của Việt Nam do Hiệp hội Chè Việt Nam thành lập từ năm 2015. Trải qua 6 năm hoạt động, Học viện Tea Master Việt Nam đã đào tạo và tổ chức các cuộc thi cho các bạn yêu thích và đam mê về trà và đã có rất nhiều bạn trở thành những master trẻ chuyên nghiệp phát triển kinh doanh về trà. Tham gia lớp học, học viên được các chuyên gia đã và đang công tác trong các lĩnh vực về chè, hướng dẫn và chia sẻ cách nhận biết, phân biệt các sản phẩm trà của Việt Nam, từ khâu chăm sóc, chế biến ra sản phẩm tiêu dùng. Đặc biệt, còn được các chuyên gia chia sẻ về xu hướng tiêu dùng trà hiện nay. Đại diện ban tổ chức Trà Hoa Quán chia sẻ, khóa học mở ra nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, doanh nghiệp, chuyên về kinh doanh, sản xuất chè, người muốn tìm hiểu và nghiên cứu về trà, những người yêu thích trà, có kiến thức cơ bản, có khả năng nhận biết và phân biệt một số loại trà, cũng như kỹ năng giao tiếp, sự tự tin khi pha trà, biểu diễn trước đông người, tham gia các cuộc thi về trà, trên cơ sở nắm vững kiến thức để tham gia các khóa học chuyên sâu. Thưa quý vị, câu lạc bộ bếp chuyên nghiệp Lâm Đồng không chỉ phục vụ nhu cầu ẩm thực của cộng đồng, mà còn thông qua món ăn, quảng bá ẩm thực của Đà Lạt, Lâm Đồng đến du khách. Những món ăn làm từ rau củ Đà Lạt, Lâm Đồng ngày càng vươn xa và được biết đến nhiều hơn. Mục tiêu năm 2021 đánh dấu kỷ niệm 10 năm câu lạc bộ bếp chuyên nghiệp Lâm Đồng hình thành và phát triển. Ông Nguyễn Hữu Hường, chủ nhiệm câu lạc bộ bếp chuyên nghiệp Lâm Đồng cho biết, một chương trình lớn của câu lạc bộ bếp trong năm 2021 là tổ chức chương trình Ngày hội ẩm thực đương đại Đà Lạt 2021 với chủ đề 100 món ăn từ rau và hoa Đà Lạt. Đây là hoạt động quảng bá ẩm thực lớn nhất về Đà Lạt đến du khách nhằm xác lập kỷ lục 100 món ăn chế biến từ rau hoa Đà Lạt, cũng là dịp để hàng trăm đầu bếp của địa phương và các tỉnh thành trong cả nước giao lưu, học hỏi. Bên cạnh đó, câu lạc bộ tiếp tục thực hiện các chương trình, hoạt động truyền thống, tham gia các sự kiện giao lưu văn hóa ẩm thực thường niên như chương trình Cá tôm sông Hậu, Rau củ Lang Biang lần thứ 3, Rau hoa Đà Lạt và Hải sản Phú Yên lần thứ nhất, Rau hoa Đà Lạt và Món ăn Phú Quốc lần thứ hai. Với những ai đam mê khám phá những cung đường cùng các địa điểm du lịch độc đáo, một trong những địa điểm không thể bỏ qua đó chính là Linh Quy Pháp Ấn, ngôi chùa nằm yên bình, tĩnh lặng, giữa núi rừng xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm. Chùa Linh Quy Pháp Ấn nằm trên ngọn đồi cao ở xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, cách trung tâm thành phố Bảo Lộc khoảng 20 km. Từ đây, có thể phóng trọn tầm mắt của mình về phía huyện Bảo Lâm, cũng như cảm nhận được sự thanh bình của màu xanh thiên nhiên với những vườn cà phê, hàng chè cổ, cây ăn trái. Bình minh và hoàng hôn nơi đây là những khoảnh khắc kỳ diệu nhất, thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là giới trẻ và những người đam mê săn ảnh. Bình minh khi những áng mây trắng bồng bềnh lùi xa và sương dần tan, mặt trời dần lên chiếu những ánh hồng, khiến núi đồi hiện ra với một vẻ đẹp mơ mộng, khiến bao người ngẩn ngơ. Đến xế chiều, ánh nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá, từng gốc cổ kính, khiến tất cả trở thành một không gian mang đầy chất bí ẩn và huyền ảo. Ngôi chùa đẹp nhất vào những ngày mây trắng bồng bềnh xung quanh, che lấp cả núi đồi. Dạo bước chân trần trên khoảng sân mát lành của quán chiếu đường, nơi mỗi sáng các nhà sư làm lễ, du khách ngẩn ngơ tưởng mình lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Thưa quý vị và các bạn, Đà Lạt ngoài không khí trong lành mát mẻ thì luôn khiến du khách bất ngờ bởi những công trình độc đáo. Đến với Đà Lạt mùa này, ngoài những điểm vui chơi quen thuộc thì du khách còn trầm trồ bởi một công viên có 102,
khắc họa tinh thần chống dịch COVID-19 của cả nước. Mời quý vị và các bạn tham quan công viên này ngay sau đây. Câu chuyện chống dịch COVID-19 tại Việt Nam được tái hiện tại công viên bằng những hình ảnh điêu khắc ngộ nghĩnh đáng yêu, trưng bày dưới tán rừng thông trong khuôn viên đường hầm đất sét đã mang đến những ấn tượng rất mạnh mẽ cho du khách. Không chỉ là trưng bày, những hình ảnh này còn góp phần cổ vũ tinh thần lạc quan và đoàn kết của người Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19 trong gần 2 năm nay. Lần đầu tiên mình tới tham quan tại đường hầm đất sét của thành phố Đà Lạt, thì đập vào mắt của mình là những cái hình ảnh như những con virus và những mũi kim tiêm, hoặc là hình ảnh về nói chung về COVID. Cái này thì nó cũng rất ý nghĩa, tại vì nó nhấn sâu vào những tâm lý của người dân du khách để nâng cao cái tinh thần phòng ngừa chống dịch của người dân Việt Nam. Thì thấy cái hình thức này thì rất là thiết thực và cũng rất là có ý nghĩa. Em thấy Việt Nam có phòng chống COVID rất là cao. Với lại mọi người cũng rất là đoàn kết để mà đẩy lùi nó. Là em rất là cảm phục và đất nước mình, và mặc dù đất nước chúng ta nhỏ bé nhưng mà có ý chí, tinh thần rất là cao. Ông Trịnh Bá Dũng, chủ nhân của công trình nổi tiếng đường hầm điêu khắc hay còn gọi là làng đất sét ở Đà Lạt, đã dành tâm huyết và công sức để hình thành nên công viên độc đáo có 102 này. Trong 3 tháng, 80 tác phẩm điêu khắc đã được hoàn thành với những hình tượng khác nhau, kể câu chuyện phòng chống dịch COVID-19 một cách liền mạch, dễ hiểu, truyền tải câu chuyện về đất nước và người dân Việt Nam chiến đấu với dịch bệnh COVID-19. Qua đó nhắc gợi đến thế giới về một Việt Nam hùng cường, một Việt Nam đoàn kết và một Việt Nam điểm đến an toàn cho tất cả mọi người. Xuất phát từ việc khâm phục cái sự lãnh đạo của nhà nước Việt Nam và sự đoàn kết của dân tộc Việt Nam suốt một năm qua trong cuộc chiến chống Covid. Và đó là cái hình tượng của sự tự hào của dân tộc Việt Nam đối với bạn bè trên thế giới. Thì xuất phát từ đó tôi mới có suy nghĩ là tạo ra một cái công viên Covid để cho mọi người trên thế giới biết về Việt Nam qua ngôn ngữ điêu khắc. Theo ghi nhận, du khách tới khu du lịch đường hầm điêu khắc trong những ngày này bày tỏ thú vị trước khu trưng bày tượng về dịch COVID-19 độc đáo, không kém phần ngộ nghĩnh, và cho rằng đây là thông điệp truyền tải phòng chống dịch bệnh hiệu quả tại khu điểm du lịch. Quý vị và các bạn thân mến, một điểm check-in mới xuất hiện gần đây tại thành phố Đà Lạt rất hấp dẫn du khách, đặc biệt là giới trẻ. Đó chính là rừng hoa bất tử tại xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt. Mời quý vị cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của rừng hoa này ngay sau đây. Di chuyển theo quốc lộ 20 hướng về đồi chè Cầu Đức, bạn sẽ bắt gặp cánh đồng hoa bất tử gần 700m² đang nở rộ dưới chân rừng thông. Đây là vườn hoa của một nông dân tại xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt. Tuy nhiên, do giá hoa thấp, cánh đồng hoa không thu hoạch, nên anh đã nghĩ ra ý định đón khách xuống tham quan, chụp ảnh với hoa. Mặc dù không nằm trong kế hoạch phát triển du lịch, thế nhưng bất ngờ là địa điểm này lại được ưa thích, đặc biệt là các bạn trẻ. Thì em đến Đà Lạt mấy lần rồi, nhưng mà lần đầu tiên em tới đây, thì em thấy hoa này lần đầu tiên người ta đưa vào du lịch. Mà rất là ngửi với thiên nhiên. Em cũng đến với Đà Lạt cũng nhiều lần rồi. Hôm nay là lần đầu tiên em đến với cái vườn hoa bất tử. Em thấy là rất là đẹp, thiên nhiên và cái bao những cái bông hoa mà nó xinh tươi, nhìn nó rất là dễ thương, gần gũi với mọi người á, làm cho người ta có cảm giác là thoải mái. Bất tử là loài cây thân thảo họ Nhà Cúc, có nguồn gốc từ các quốc gia châu Đại Dương. Tại Việt Nam, loài hoa này phù hợp với khí hậu Đà Lạt và các tỉnh miền núi phía Bắc. Trước kia, nông dân trồng hoa chủ yếu để cung cấp cho các xưởng hay dùng trang trí trong nhà. Hoa mang ý nghĩa biểu trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Khi không còn bám vào thân cây, những cánh hoa mỏng manh vẫn tươi sắc, càng rực rỡ hơn khi để khô dưới ánh nắng mặt trời. Hoa bất tử đặc trưng bởi gam nóng. Bạn có thể diện những trang phục có màu sắc nhẹ nhàng như trắng, xanh nhạt để nổi bật hơn trong khung hình. Trước 10 giờ sáng hoặc 16 đến 17 giờ, trời dịu mát, nắng không quá gắt, là thời điểm lý tưởng để chụp ảnh. Từ hôm mà
mở tính giờ thì mình thấy có những người 60 tuổi họ vô đây họ kêu là họ muốn tìm lại cái Đà Lạt xưa, nó cái không gian nó tự nhiên giống như hồi xưa, chứ còn bây giờ là đô thị hóa thì chỗ nào cũng nhà, chỗ nào cũng tiểu cảnh, chỗ nào cũng không còn cái tự nhiên nữa. Nó không còn rừng rú giống như hồi xưa, thì cho nên chắc là cũng nhờ cái đó là cho nên cái khách họ mới tới họ tham quan. Hiện vườn hoa này có thể kéo dài trong khoảng 1 tháng nữa, sau đó anh Dũng cũng đang có kế hoạch tiếp tục trồng hoa bất tử. Một phần sẽ đi bán hoa cho các nơi dùng để trang trí, một phần chăm sóc tiếp tục để đón du khách tham quan trong mùa sau. Vì vậy, nếu muốn có những bức hình đẹp lung linh với loài hoa này, hãy nhanh chóng lên lịch để không bỏ lỡ vườn hoa với khung cảnh rừng thông này nhé. Một lưu ý cho du khách là địa điểm này khá dốc, du khách nên mang những đôi giày đế bằng để dễ dàng di chuyển và phù hợp với đối tượng là các bạn trẻ hơn. Nếu gia đình bạn có người lớn tuổi và trẻ em thì hãy cân nhắc khi lựa chọn lịch trình di chuyển nhé. Quý vị và các bạn thân mến, khi nhắc đến tỉnh Lâm Đồng thì thường chúng ta sẽ nghĩ đến ngay Đà Lạt hoặc Bảo Lộc vì đây là hai địa điểm phát triển du lịch trọng điểm của tỉnh ta. Tuy nhiên, huyện Đức Trọng nằm trên cung đường từ Bảo Lộc đi Đà Lạt, nơi cũng có khí hậu ôn hòa và phong cảnh đẹp, ngày nay cũng được nhiều du khách lựa chọn làm điểm dừng chân. Ngoài vẻ đẹp tự nhiên, trong những năm gần đây, các khu giải trí đã được đầu tư bài bản, thu hút khách cũng như tạo thêm điểm vui chơi cho người dân địa phương. Mời quý khán giả hãy cùng đến với một quán cà phê có nhiều phong cách khác nhau đang được người dân Đức Trọng ưa chuộng chọn làm nơi nghỉ ngơi thư giãn trong những ngày cuối tuần nhé. Quán cà phê Làng Bà Cọ tọa lạc trên một khuôn viên rộng lớn ngay trên con đường Nguyễn Thái Học thuộc thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Cà phê Làng Bà Cọ đang là điểm thu hút du khách đến đây bởi không gian thoáng mát và bố trí rất nhiều tiểu cảnh phục vụ nhu cầu giải trí chụp hình của người dân, đặc biệt là giới trẻ. Quán được chia làm 3 khu riêng biệt, gồm khu nhà tranh, khu hội an và khu cánh đồng hoa. Đặc biệt ở khu cánh đồng hoa, ngoài khuôn viên hồ sen với những chiếc cầu, chiếc thuyền bên cạnh vườn cúc hoa mi, thì hàng trúc là nơi thu hút được nhiều sự quan tâm của du khách nhất. Đến đây, bạn sẽ được chụp hình với muôn vàn cảnh đẹp và lưu lại những bức hình với nhiều sắc thái khác nhau. Là một quán cà phê mới mọc lên ở huyện Đức Trọng, và Làng Bà Cọ là một trong những cái quán mà có cái design về phong cảnh rất là tốt. Tất cả những cái khung cảnh nó tạo nên thì tuy là bàn tay con người nhưng mà thực sự lại rất là tự nhiên, và những cái hình ảnh họ sắp xếp chúng ta chụp hình thì tôi lại thấy là nó rất hợp với tà áo dài. So với việc vài năm trước đây thì hiện tại Đức Trọng thay đổi rất là nhiều. Đây là quán mà lần đầu tiên em tới và thấy khung cảnh rất là đẹp và có nhiều chỗ để mọi người có thể thỏa thích chụp hình sống ảo. Tại khu Hội An, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những chiếc đèn lồng đủ màu sắc, kiểu dáng với những bộ bàn ghế mây tre đúng chất Hội An. Đây cũng là điểm check-in lý tưởng của nhiều du khách khi đặt chân tới quán. Ngoài khu Hội An là cánh đồng lúa, những chú trâu được đặt trang trí trong khuôn viên khiến cho nơi này như một vùng nông thôn thu nhỏ, rất bình yên và xinh đẹp. Được đầu tư tỉ mỉ cả về khung cảnh lẫn thức uống, cà phê, Làng Bà Cọ trở thành điểm đến thu hút hàng trăm lượt khách mỗi ngày. Nếu đến với Lâm Đồng trên cung đường lên Đà Lạt, bạn đừng quên dừng chân tại đây, nếm một chút đồ uống tươi mát, ngắm khung cảnh bình yên và lưu lại những kỷ niệm đẹp tại Đức Trọng bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục du lịch cuối tuần xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.